Được đúng rồi. Được thì chiều nay nếu không có ai học thì qua đó. Tại là em đi ý là anh biết nhóm máu của anh chưa? Tôi cần biết để làm gì để cho cái phản ứng dương dương âm âm cho anh chị ra thì dễ hiểu á. Chứ giả sử như người máu O á thì nó ra hai cái âm rồi. Em có nhóm máu A. Nhóm máu A đúng không? Rồi làm cho chúng này đi. Rồi xong có muốn làm thì mình làm nhau. Để anh chị thay kết quả âm dương cho nó dễ. Đứng lên, đứng lên. Đi. Tiếng là máu O. Không thể làm cái gì để cho anh chị cùng nhau thấy ha. Lấy dao cắt, lấy dao cắt. Có một cái dây caro màu xanh xanh. Có gì kia này cho thầy. Dây caro, lấy dao caro. Thầy cầu nó ướt thấy rồi, anh lóc tay ở dưới này nha. Rồi giờ tôi lấy máu của anh này một xíu nha anh chị nha. Trong quá trình giảng thì mình sẽ giảng về bài máu, tính chất máu luôn. Tôi đang lấy máu đi, máu này cái này gọi là ven nha anh chị. Ven tiếng Anh là tĩnh mạch. Các anh chị dùng cộng gân là sao, mình học y không nói từ này. Gân là gì? Ví dụ như đây là gân cơ gan tay dài. Cái gân là nó bám từ cơ xuống xương giúp mình cử động, gọi là gân. Nhớ điều này ha. Nó là đầu cuối của cơ đó, hoặc là đoạn đầu của cơ đó. Còn cái này gọi là ven, không dùng cộng gân. Mà ông bà mình hay rêu là cái cộng gân đúng không chị? Rồi, ví dụ như vậy. Rồi, bây giờ anh chị tôi sát khuẩn tôi lấy. Vì tĩnh mạch thì nó sẽ đổ máu về đâu? Về tim. Cho nên để mà lấy máu cho nó dễ dàng hơn thì buộc anh chị phải làm gì? Garo là mình chặn cái đường đi của nó lại thì nó phồng lên. Giống như ống nước đang chạy tới, anh chị ấn cái là nó phồng càng ở phía dưới lên đúng không? Dạ đúng. Và thứ hai nữa là bệnh nhân sẽ đỡ đau hơn, được không? Rồi, đây tôi lấy cái chỗ này. Thôi không có giảng về cách lấy máu như thế nào nha, anh chị chỉ cần nhìn thôi. Tôi đố anh chị máu tĩnh mạch thì máu giàu hay nhiều oxy? Nghèo. Trừ tĩnh mạch nào ra? Phổi. Đúng không? Cho nên thành thử khi tôi đâm vào tôi lấy máu anh chị lưu ý nha. Thì cái máu nó ra thì nó sẽ có màu đỏ như nào? Nó sẫm hay đỏ tươi? Đỏ sẫm. Cho nên nhiều khi mà anh chị lấy máu cho một số người họ kêu sao máu tôi đen vậy? Là mình hiểu ha, máu nhiều oxy được không? Hoặc một số người họ ít tập thể dục thể thao hoặc là cái chế độ thở của anh chị không có sâu á thì máu nó rất là đen, lưu ý với mình. Rồi. Anh đè lại cái chỗ này giùm mình một xíu nha. Rồi, đè lại một xíu. Rồi, không có gấp lại. Rồi, bây giờ tôi sẽ nhỏ cái giọt máu lên trên này để các anh chị làm. Nhỏ thêm mấy giọt thôi anh chị? Hai giọt, một giọt, được không? Hai giọt. Rồi, tôi sẽ ghi cái này cho dễ hình dung đây ha. Anti gì đây? À, cái này là anti B. Rồi, bây giờ anti có nghĩa là kháng thể. Vậy anti A tôi lấy từ ai đó anh chị biết không? Anti A từ người máu B. Sau khi tôi lấy người máu B xong, tôi đi ly tâm ra, máu nó tách cái huyết tương trời, tôi hút cái huyết tương kia đó ra được anti A, đúng không? Tương tự như vậy, anti B tôi lấy được ai? Anti B tôi lấy được ai? Máu A. Người máu A, đúng không? Còn người máu O thì tôi lấy cả được hai anti A và B, nhưng nó trộn chung vào nhau thì đâu có làm gì được. Yeah. Còn người máu AB chẳng có gì trong đó hết á, được không? Qua đó tôi sẽ định được nhóm máu. Rồi, đầu tiên sẽ cho người máu A một giọt anti A vào nha anh chị nha. Rồi, anti A vào. Rồi, sau đó tôi sẽ cho giọt đó là anti gì nào? Anti B. Cái này đúng ra là anh chị phải làm từ người mà đông quá, cho nên tôi giảng để cho anh chị hiểu cơ chế thôi. Rồi, cứ kháng nguyên kháng thể gặp nhau nó sẽ ngưng kết nhau. Anh chị lưu ý ha. Sau đó chúng ta sẽ quy ngược lại là người này nhóm máu gì. Tôi đánh lên nha anh chị. Đánh lên. Rồi đánh rộng ra cánh chị luôn nha. Rồi lâu. Chưa, không có được đọc vậy. Mình còn phải làm gì nữa anh chị? Lắc nó lên nè. Rồi, cánh chị lắc nó lên thì chúng ta sẽ nhìn cái sự ngưng kết và không ngưng kết của nó. Rồi. Tôi chỉ cho anh chị xem nè, đây. Nghe anti A dương hay âm đấy anh chị? Anti A dương hay âm? Dương, được không? Anti B, cái này là âm nè. Cái này là cái mảng huyết tương nó bị đông lại. Anh chị cần phân biệt giữa cái mảng ngưng kết hồng cầu ha. Đấy, anti B các anh chị thấy nó hòa hợp hoàn toàn không? Yeah. Rồi, cái này là dương, cái này là âm. Nó hòa hợp lại giống như là các anh chị cho nước với cà phê vô, mình trộn nó không có gì hết, đúng không? Nhưng mà anh chị cho cái khí số 2 vô trong vôi nó bắt đầu lần cận lên. Yeah. Thì đây là ngưng kết nè. Nó kết tủa. À, kết tủa đó thôi, mình dùng từ đó cũng được. Còn đây là hòa hợp này anh chị thấy không? Đó. Yeah. Thì kết quả này chứng tỏ bây giờ tôi làm như sau nè, anti A đúng không, cho vào mẫu máu này mà kết quả nó dương thì nó sẽ có kháng nguyên gì? A. Còn anti B cho vào mẫu này có cái gì nhưng mà nó lại âm thì suy ra nó không có kháng nguyên B, đúng không anh chị? Thì người mà có kháng A mà không có kháng nguyên B thì người này là máu gì nào? Máu A. Anh chị hiểu không ạ? Đó thì đó là chúng ta học theo cơ chế nó như vậy rồi. Yeah. Còn anh chị nào muốn làm thì mình cứ làm thôi. Còn bây giờ mình không có đưa ra từng bộ làm thì không có đủ các anh chị nhé ha. Là chúng ta hiểu cái bản chất cơ chế nó là vậy. Còn ai chưa biết thì tính là không sao hết. Được xong, hết bài.